Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa tôi gửi lời chào đến tất cả ông bà anh chị em trong hội thánh cũng như những ai đang theo dõi. Trên lại chìm, lời của Chúa rất là quan trọng. Amen. Ta sẽ có thời giờ cho lời của Ngài. Buổi sáng nay tôi sẽ có lời của Chúa cho tất cả ông bà anh chị em và hy vọng rằng những lời này sẽ nuôi dưỡng tâm linh chúng ta, đem lại sự tươi mới cũng như sự thăm viếng đến từ Chúa. Tôi rất thích một cái câu kinh thánh ở trong Mác chương 16 là về phần các môn đồ ra đi giảng đạo, Chúa ở cùng họ và lấy dấu kỳ phép lạ kèm theo để làm cho vững đạo. Đây là tin lành đích thực đó anh chị em. Khi anh chị em giảng lời Ngài mà phép lạ xảy ra bên dưới thì đó là tin lành đích thực. Không ạ? Đây là tin lành đích thực. Cho nên tất cả anh chị em mình hãy xin Chúa để mình kinh nghiệm được điều này, đạt được điều này. Đến mức độ lời của chúng ta được Đức Chúa Trời nói amen từ thiên đàng. Khi anh em giảng, con người amen là một chuyện cũng quý rồi, nhưng mà nếu Chúa amen nữa thì quý hơn. Amen chứ. Wow, mỗi lần Chúa amen cái ai đã được chữa lành. Thôi rất khác cái kiểu đó. Còn mỗi lần Chúa nói amen cái là quỷ nó bỏ chạy, la hét sầm cái là đấy là amen từ Chúa. Lời amen của Chúa rất là quyền năng. Cho nên anh chị em mình phải chuẩn bị mình, rèn luyện mình để Đức Chúa Trời hậu thuẫn chúng ta. Giống như một lời của Chúa trong sách Samuel nhất á, anh chị em đọc sẽ thấy Đức Chúa Trời hậu thuẫn tiên tri Samuel đến nỗi mà lời Chúa nói rằng Ngài không để cho một lời nào của người ra hư. Anh em thấy không? Không để một lời nào của người ra hư. Ông bảo mưa là mưa, ông bảo sấm sét là sấm sét, mà giữa mùa hè như thế sấm sét. Anh em thấy không ạ? Cho nên khi chúng ta được Đức Chúa Trời hậu thuẫn á, đời sống của chúng ta phước lắm anh chị em. Nói tóm lại là như thế này, muốn gì được nấy. Anh em thích theo con cưng mà, muốn gì được nấy. Nhưng mà dĩ nhiên muốn điều tốt thôi, đúng không ạ? Cảm ơn Ngài. Tôi sẽ có lời cho anh chị em buổi sáng hôm nay, và tôi cũng nói đến một cái điều nó cũng liên quan đến cái sự mà tôi vừa chia sẻ anh chị em. Chúa ban cho chúng ta mọi cái công cụ và cơ hội để mình trở thành người được Đức Chúa Trời yêu quý và hậu thuẫn trong đời sống chúng ta, ngay trong cái thời đại ân điển. Rất là quan trọng. Vì vậy tôi sẽ lấy đề tài buổi sáng này á, là nhận Đức Thánh Linh có những lợi ích gì. Nhiều khi chúng ta nghe rất là nhiều về Đức Thánh Linh, hoặc là một vài anh chị em chưa bao giờ nghe nói về Đức Thánh Linh, không ạ? Hoặc là chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần, mà đôi khi chúng ta thấy nó quen quá và chúng ta không biết là cái việc nhận Đức Thánh Linh nó có những cái lợi ích gì. Đây là chỗ chúng ta cần phải nói chuyện trong buổi tam này. Tôi muốn bắt đầu với anh chị em một cái phân đoạn kinh thánh trong Công Vụ chương 8 câu 14 đến 17. Anh em có kinh thánh hãy mở ra cùng tôi, và anh chị em trên live stream hãy theo dõi lời của Ngài. Chúng ta không chỉ nghe đâu mà hãy nhìn vào lời Ngài, nhìn từng chữ để thấy được Đức Chúa Trời đang muốn nói điều gì. Tôi đọc anh chị em nghe nha. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Chúa Trời, bèn sai Phi-rơ và dân đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-rơ và dân bèn đặt tay lên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Rất thích cái đoạn kinh thánh này.
Bởi vì đoạn kinh thánh này nó cho chúng ta một bức tranh rất rõ, rất rõ, rất rõ, không còn bàn cãi, không còn lý luận, không còn gọi là che giấu, về hai cái giai đoạn rõ ràng của một người tin Chúa. Khi anh tin Chúa rồi, anh nhận báp têm bằng nước nhân danh Chúa Giêsu rồi, thì đã xong chưa? Câu trả lời là chưa xong. Thấy nghe, ông dân ông Phi-rơ ông phải đi gần 400 cây số, phải không ạ? Để ông ấy đến và đặt tay lên những môn đồ mới đó, là những môn đồ đã tin Chúa Giêsu rồi, đã chịu phép báp têm bằng nước rồi, nhưng ông phải đến đó ông đặt tay để làm gì? Để cho họ nhận lấy Đức Thánh Linh, vì Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong họ cả. Đây là đoạn kinh thánh khiến cho rất nhiều người phải suy nghĩ trong buổi sáng này. Khắp nơi à, khắp nơi phải suy nghĩ. Và câu hỏi đặt ra là: Chúa Thánh Linh đã giáng xuống trên tôi chưa? Từ ngày tôi tin Chúa. Rất nghiêm túc phải không ạ? Đó là chỗ này. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây và những anh chị em trên mạng luôn luôn đều khao khát muốn biết Đức Thánh Linh, biết sâu hơn, biết rõ hơn. Ngài là ai? Ngài đã làm gì? Ngài quan trọng như thế nào? Ngài quan trọng đối với tín đồ như thế nào mà đến nỗi hai sứ đồ Dân và Phi-rơ phải tức tốc chạy xuống Samari để cho họ nhận lấy Thánh Linh Ngài? Tại sao lại như vậy? Tại sao hai ông đó không nói là thôi, thôi bây giờ đang bao nhiêu việc hội thánh, đang bao nhiêu việc, thôi để năm sau xuống đi, đúng không anh chị? Hội thánh bao nhiêu việc, mới phấn hưng mà. Hội thánh mới phấn hưng ở Jerusalem, biết bao nhiêu điều phải họp, phải hành, rồi phải phân định ai làm cái này, ai làm cái kia, bao nhiêu hàng núi việc như thế. Thôi để năm sau xuống cầu nguyện cho họ cũng được. Nhưng không, hai ông tức tốc gác lại mọi công việc ở Jerusalem, chạy xuống Samari để cầu nguyện cho các môn đồ mới, để họ nhận lệnh Thánh Linh. Từ đó chúng ta thấy cái tầm quan trọng của việc nhận Thánh Linh nó gấp gáp như thế nào, nó mang tính thời sự như thế nào cho những người tin nhận Chúa. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy. Cho nên ngày hôm nay tất cả chúng ta đều ao ước biết Thánh Linh. Và tôi muốn nói với anh chị em rằng, nếu trong một hội thánh sinh hoạt mà không có Đức Thánh Linh, nhóm lại mà không có Đức Thánh Linh, chúng ta ca ngợi Chúa mà không có Đức Thánh Linh, chúng ta thờ phượng Chúa không có Đức Thánh Linh, giảng luận mà không có Đức Thánh Linh, thì tất cả những điều đó đều là những nỗ lực tôn giáo đáng thương. Anh chị em ạ, tôi gọi là những nỗ lực tôn giáo đáng thương. Và tôi muốn khẳng định với anh chị em rằng, tất cả loài người chúng ta, chúng ta không bao giờ có thể nỗ lực để cho làm điều gì đó nó xảy ra. Không có đâu. Chúng ta không thể la hét rồi để phép lạ nó xảy ra. Chúng ta không thể nhảy múa hết lòng đổ mồ hôi để phép lạ xảy ra. Không có. Tất cả những việc siêu nhiên mà anh em mình kinh nghiệm là đến từ Đức Thánh Linh. Khi Ngài hành động thì mọi sự mới xảy ra. Còn Ngài không có trong hội thánh thì có làm mơ cũng không thấy, ước cũng không được, khát khao cũng không được, muốn cũng không xong. Đó anh chị. Cho nên không có Đức Thánh Linh thì hội thánh như một xác chết thối rữa, chưa kịp chôn cất, mà không ai muốn đến gần hội thánh. Nơi đó tràn đầy những xấu xa, tranh cạnh, chia rẽ, nói hành, nói xấu. Và có nhiều người phản ảnh với tôi là hội thánh nhiều khi nó còn đáng sợ hơn những điều ở thế gian. Tôi sống ở nhà đang khỏe mạnh, đến hội thánh cái là tổn thương cây đắng đủ thứ hết, thương tích đầy người. Chàng thấy mà tôi ở nhà khỏe vâm vâm như này, đến hội thánh về cái là thương tích từ đầu đến chân. Thì đó có phải là hội thánh của Chúa đâu.
Hội thánh không có Đức Thánh Linh vận hành theo xác thịt. Cho nên không có Đức Thánh Linh thì thậm chí tình yêu thương của chúng ta cũng là vì động cơ ích kỷ. Tôi yêu anh vì anh thuộc người của tôi. Còn anh mà ra khỏi tôi rồi là 10 năm không gặp mặt. Cả tình yêu thương không có Thánh Linh cũng là tình yêu ích kỷ, rất là bè phái, rất là vô cùng xấu xa. Anh em thấy không? Cho nên tôi nói với anh em là chỉ cái Thánh Linh thôi mới biến chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu. Còn không có Đức Thánh Linh thì tất cả chúng ta là những con người xác thịt đang tử, không làm gì được. Anh chị em ơi, hôm nay đó tôi cậy lời của Chúa để tôi nói một ít về những ích lợi mà chúng ta có được khi chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tôi nói để khích lại anh em đó, để anh em thấy những ích lợi này và càng ao ước biết Ngài nhiều hơn, đầy dẫy Ngài nhiều hơn, gần gũi Ngài nhiều hơn. Tôi cũng nói những lời này cho những anh chị em nào mà chưa nhận được Đức Thánh Linh thì khát khao để được nhận lấy Thánh Linh càng gấp gáp càng tốt. Đừng chờ đợi thêm một giây nào nữa, giống như câu chuyện tôi vừa đọc. Cho nên anh chị em ha, rất quan trọng. Và thần của Đức Chúa Trời được đề cập lần đầu tiên ngay quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh. Anh em đọc Sáng Thế Ký sẽ thấy. Và đất là vô hình trống không, thần Đức Chúa Trời bao trùm trên mặt nước. Đó là lần đầu tiên. Nơi có Thánh Linh ấp ủ, nơi có Thánh Linh vận hành thì bắt đầu bao nhiêu phép lạ xảy ra. Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng, liền có sự sáng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng toàn bộ thế giới đẹp đẽ mà anh chị em mình thấy ngày hôm nay dựa vào sự ấp ủ của Thánh Linh Đức Chúa Trời trên cái không gian mà Ngài đã dựng thành. Anh chị em thấy mà đó. Và rồi anh chị em đọc tiếp Sáng Thế Ký, anh chị em sẽ thấy thần Đức Chúa Trời được nhắc lại một lần nữa trong Sáng Thế Ký chương 6 câu số 3, nhưng ở đây lại được nhắc lại với một cái tin buồn. Anh em dở Sáng Thế Ký sẽ thấy Sáng Thế Ký chương 6 câu 3, thần Đức Chúa Trời được nhắc lại với một tin buồn, bởi vì lúc này cả thế giới đang bại hoại dưới tội lỗi. Con người ta ăn xong rồi chỉ nghĩ để làm cái gì cho nó ác, thật ác ngày hôm nay. Anh em thấy thế giới ngày hôm đó, ăn xong rồi là nghĩ bây giờ mình làm gì cho nó ghê gớm, giết người sao cho nó kinh dị. Cho nên chị em thấy những cái công cụ giết người thời Trung Cổ nó ghê rợn như thế nào. Nào là tứ mã phanh thây, với lại là đổ vạt dầu luộc lên, lột da ra, làm những cái điều gian ác. Và Sáng Thế Ký chương 6 câu 3 là nơi mà Đức Chúa Trời nhìn thấy con người, lòng dạ của nó toàn những điều ác không thôi. Và Chúa phán như thế này anh chị em, Đức Giê-hô-va phán rằng thần ta sẽ chẳng hành ở trong loài người luôn. Trong điều lâm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Anh em thấy chưa? Trước Sáng Thế Ký chương 6 câu 3, con người ta sống rất thọ. Có người sống 500 năm, 600 năm, 700 năm. Và sống lâu cho nên nó sinh ra nông nổi, nó làm ác nhiều. Sống có 10 năm thôi mà thế giới chịu không nổi rồi, mà cái thằng làm ác sống 800 năm thì thôi chắc thua anh chị. Tôi nghĩ thua. Đúng không? Ngày hôm nay là thế giới nó như thế là anh em đã thấy đã ngọt thở rồi. Mà bây giờ những cái thằng mà bom nguyên tử hạt nhân với lại là những cái xe tăng đạn pháo nó mà nó sống ngàn năm thì anh em nghĩ sao? Chắc thôi. Mình cũng nói với Chúa ơi đem con về nhà sớm. Chịu hết thấu. Anh chị, và cái thế giới đó đó, anh em hãy tưởng tượng ra cái thế giới của Sáng Thế Ký chương 6 nó như vậy đó. Sống quá lâu và nó làm ác quá lâu. Và Đức Chúa Trời nói bây giờ thần của ta không chịu nổi nữa. Ý trong câu này là gì? Cái ý nghĩa đích thực của cái cụm từ là sẽ chẳng hằng ở trong câu này có nghĩa là thần của ta sẽ không tham gia phân xử, bào chữa, biện hộ cho con người nữa. Thần của ta không ủng hộ nó nữa. Thần của ta không đem hơi sống cho nó nữa.
ta không ở cùng chúng nó nữa. Và cuối cùng từ 800 năm rút xuống còn 120, mà bây giờ thì rút xuống còn 60-70. Bữa tôi đi bệnh viện thì các anh thanh niên rồi, anh nói anh ơi giờ 30-40 cũng đai hết rồi, đột quỵ hết trơn à. Đó, rút dần rút dần rút dần. Anh em biết vì sao sự sống con người bị rút dần không? Anh em biết vì sao con người ngày càng đau đớn trong bệnh tật, đến nỗi 30-40 cũng ngã chết không? Vì họ làm những điều buồn lòng thần của Đức Chúa Trời, họ sống không có thánh linh của Đức Chúa Trời, họ sống mà không có kết nối với thánh linh sự sống của Đức Chúa Trời, họ buông mình trong xác thịt, trong những ý tưởng hư không, và họ nghĩ rằng họ khỏe mạnh, nhưng không phải đâu. Sự chết sẽ giết họ trong tích tắc. Đó anh chị. Cho nên ý của Đức Chúa Trời ở đây là gì? Thay vì Ngài cất thánh linh của Ngài đi, thì Ngài nói không, thần của ta vẫn phải đang điều hành thế giới này, nhưng để cho thần của ta không bị ảnh hưởng bởi những sự xấu xa của loài người, tôi cắt ngắn tuổi thọ của chúng nó. Đúng không anh chị? Ý Chúa muốn nói gì thế? Ta cắt ngắn tuổi thọ chúng nó, cho chúng nó sống ít thần, sống nhiều quá làm ác nhiều, chịu không nổi. Đó. Cho nên câu trả lời cho cái chuyện là tại sao loài người không sống lâu trên đất là vì mối quan hệ của nhân loại với Đức Thánh Linh đã không được bình thường. Thái độ, hành vi và động cơ của loài người đang làm buồn cho Thánh Linh của Chúa. Đó là lý do. Cho nên ngày hôm nay đó, anh em để ý ha, con người ta nghĩ ra lắm trò. Anh em lên trên mạng lướt một vòng sẽ thấy, nào là thực phẩm chức năng này, vitamin kia, rồi phương pháp nọ, phương pháp kia, mà chết vẫn cứ chết. Con người uống đủ thứ vô chết nhanh hơn. Giống như ông Tần Thị Hoàng, anh em đọc ông vua đó chưa? Ông sợ chết quá, ông tìm gì ông uống mới 40 chết mất. Tìm gì đó, ông tìm gì thuốc gì đó, trường sinh bất lão đó. Ông vua Tần Thị Hoàng là bằng chứng sống đó, phải thuốc trường sinh bất lão, uống đủ thứ nghe lăng băm đó, nói hồi là 40 là ngẫm luôn. Cho nên ngày hôm nay tôi nói với anh chị em, sức con người không thắng hơn sự chết đâu. Muốn thắng hơn sự chết phải có thánh linh của Đức Chúa Trời. Đó là lẽ thật. Và lẽ thật đó cũng được áp dụng cho con cái của Chúa, chứ không phải chỉ người thế gian. Bài giảng hôm nay tôi nói không phải nói cho người thế gian, tôi nói cho con cái của Đức Chúa Trời, là những người đã tin, đã tái sanh. Nhưng coi chừng, anh em vẫn chết sớm, anh em vẫn bệnh tật, anh em vẫn đau đớn, anh em vẫn khốn khổ, bởi vì không biết và không có Đức Thánh Linh. Rất nhiều con cái của Chúa vì lý do XYZ, chắc tôi không cần nói đây, nó đụng chạm nhiều. Nhưng mà tôi nói vì 1001 lý do, Đức Thánh Linh đã bị che khuất trước hội thánh, không giảng trong hội thánh, chống lại những công việc của Ngài làm. Để rồi con người ta tự đi tìm phương pháp của mình, tự thực hành trong những giáo lý tôn giáo của riêng mình, và cuối cùng là nạn nhân của Satan, mặc dù vẫn gọi là con cái của Chúa. Anh em thấy không ạ? Cho nên tôi nói với anh chị em á, khi chúng ta sống chống nghịch lại Ngài, từ bỏ Ngài, chối bỏ việc làm của Ngài, thì chúng ta gặp nguy hiểm, rất nguy hiểm. Trong Ê-sai chương 63 câu 9, Kinh Thánh nói về Israel: hễ khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ, Ngài đã ẩm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Đây là lời của Chúa. Chúa trải lòng mình ra với dân Israel. Chúa nói rằng dân Israel là dân tuyển của Ngài, Ngài yêu thương, Ngài dùng thần, Ngài dẫn dắt họ, phù hộ họ, giúp sức cho họ. Đến nỗi anh em đọc Kinh Thánh sẽ thấy,
Họ đi 40 năm trong sa mạc mà chân không phù, giày không mòn, áo không rách. Họ ăn cái gì trong sa mạc đó mà 40 năm không làm không lụng gì cả, mà người nào cũng sống béo tốt hồng hào. Anh em đọc Kinh Thánh thì đấy, tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì cái sức mạnh của Thánh Linh Đức Chúa Trời đã nuôi một đám đông 2 triệu người trong sa mạc mà khỏe mạnh, an ninh, vui tươi. Nhưng rồi tại sao họ ngã chết, anh chị em biết không? Họ chống lại Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Họ vô tín, họ bội nghịch, họ lầm bầm. Cái hình ảnh đó nó cũng giống như dân sự của Chúa hôm nay. Ở một vài nơi, một vài địa điểm, chúng ta vẫn chối bỏ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cấm giảng Thánh Linh của Chúa trong hội thánh. Chúng ta cấm thể hiện những quyền năng của Thánh Linh trong hội thánh. Chúng ta cấm đủ kiểu hết. Và cuối cùng, ai là người thiệt? Dân sự của Chúa ngã chết hay như rạ. Lãnh đạo không chết, bởi vì lãnh đạo vẫn có cơm ăn. Nhưng mà dân sự của Chúa là nạn nhân của một giáo lý vô tín và chống lại Đức Thánh Linh. Rất đáng thương. Cho nên cho em thấy, khi dân Israel quay lưng lại với Đức Chúa Trời, với Thánh Linh của Ngài, thì Ngài nói trong lời Ngài rằng Ngài trở nên bị buồn lòng, và Ngài đã quay lưng lại với họ như một kẻ thù. Ngài đã chiến đấu chống lại họ. Anh em thấy không ạ? Thay vì trở thành đứa con yêu dấu của Chúa, thay vì trở thành những đứa con được bồng ẩm yêu thương chăm sóc của Chúa, thì bây giờ bởi sự bội nghịch, bởi sự chống đối, bởi sự vô tín, bởi sự lầm bầm đó, bởi sự sai lạc đó, bởi sự tham dục đó, tất cả dân sự này cũng là dân sự của Chúa, trở thành kẻ thù đối với Chúa. Đây là chỗ mà chúng ta thấy dễ bị mắc lắm anh chị em, rất dễ bị mắc. Cho nên hãy tra xét Kinh Thánh, hãy đọc Kinh Thánh, hãy nhìn vào lời của Chúa để biết trân quý Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm điều gì? Cho nên ở đây đó, tôi muốn đọc lại một câu Kinh Thánh nữa để cho dân sự của Chúa nhìn thấu rõ. Và tôi thích cái câu Kinh Thánh này, vô cùng thích, vì nó rõ như mặt trời đứng bóng vậy đó. Không còn bàn cãi, không còn lý luận được nữa. Đó là trong Phi-rơ thứ nhì, trong Công Vụ chương 2 câu 38-39 như sau. Phi-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Đây là câu Kinh Thánh rất quen. Nghe anh em hãy nhìn kỹ sẽ thấy cái giá trị và chân lý của nó. Nhiều người trong chúng ta nghĩ về sự cứu rỗi qua câu Kinh Thánh này. Nó ô, Phi-rơ đang giảng về sự cứu rỗi. Phi-rơ đang nói với đám đông hơn 3.000 người để họ được cứu rỗi. Không có gì sai, nhưng đó không phải là tất cả. Không phải tất cả những gì Phi-rơ nói là về sự cứu rỗi. Tôi chứng minh cho anh em điều này. Phi-rơ trả lời rằng: ai nấy hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình. Chấm chỗ này. Tôi hỏi anh chị em, nếu chấm chỗ này, họ được cứu rỗi chưa? Sao chưa? Tha tội mình là phải được rồi chứ. Họ nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp têm đã được cứu rỗi chưa? Rồi chứ. Ai nấy đều được tái sanh bởi vì họ tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Họ nhân danh Chúa Giê-xu đã chịu phép báp têm để được tha tội mình, được cứu rỗi. Nhìn cho em ơi, được cứu rồi chưa phải là hết. Chưa phải là hết. Ông Phi-rơ ông còn nói thêm: rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Tôi rất là muốn anh em chú ý đến cái từ rồi sẽ được ở thì tương lai. Cái chữ rồi sẽ được là ở thì tương lai. Nó nói về một cái kinh nghiệm đằng sau sự cứu rỗi.
Nó nói về một cái kinh nghiệm đằng sau sự tái sanh, đằng sau khi anh em được tha tội, được báp têm bằng nước nhân danh Chúa Giêsu rồi, thì sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Phi-rơ muốn nói rằng chúng ta phải được cứu, được cứu để nhận lãnh Đức Thánh Linh. Cho nên sự cứu rỗi đừng bao giờ chỉ nghĩ rằng là chỉ để được vào một nơi gọi là thiên đàng. Đừng nghĩ như thế. Cái sự cứu rỗi cuối cùng, cái đích cuối cùng của sự cứu rỗi là để cho tôi và bạn xem một lần nữa lại được nhận Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta, ở với chúng ta đời đời, hằng ở với chúng ta. Để làm gì anh em? Để chúng ta lại được sống sung mãn với Chúa. Anh em nhớ trước Sáng Thế Ký chương 6 câu 3 không? Người ta sống 800 năm, người ta sống 900 năm, người ta sống khỏe mạnh, người ta sống sung mãn, người ta sống mà bệnh nó không biết bệnh tật là gì. Vì sao anh chị em biết không? Vì thần của Chúa ở trên họ, thần của Chúa ở trong họ, thần của Chúa gìn giữ họ, ban phước cho họ. Sau Sáng Thế Ký chương 6 câu 3, anh em biết tại sao người ta chết không? Người ta chết bởi vì thần của Chúa lìa khỏi họ. Rồi ngày hôm nay anh chị em biết tại sao con cái của Đức Chúa Trời sống sung mãn, đời sống có thể không bệnh tật không? Bởi vì một lần nữa chúng ta lại được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Anh em chị em, tôi muốn anh chị em nhìn thấy cái ích lợi của nó, một cái ích lợi xa hơn, một cái ích lợi sâu hơn, một cái ích lợi mà chưa bao giờ anh chị em có thể chưa bao giờ nghe. Người ta chỉ nghe nói là nhận Thánh Linh đi để làm chứng cho Chúa Giêsu. Người ta chỉ nói nhận Thánh Linh đi để có quyền phép chữa lành đủ quỷ, nhận Thánh Linh đi để thế này thế khác. Nhưng tôi nói anh chị em nè, chúng ta cần nhận Thánh Linh để một lần nữa chúng ta có thể sống sung mãn với Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực. Bởi vì khi anh chị em có Thánh Linh của Chúa, anh chị em có tất cả mọi điều mình muốn. Cho nên sự cứu rỗi là gì? Sự cứu rỗi không chỉ là mục tiêu mà còn là cánh cổng vào vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là sự công chính, bình an, hân lạc, vui mừng mãi mãi ở trong Chúa Thánh Linh. Anh em nhớ câu Kinh Thánh không? Nước trời không phải tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ trong Thánh Linh. Cho nên sự cứu rỗi cho chúng ta cái cơ hội, sự cứu rỗi cho chúng ta cái khả năng để một lần nữa chúng ta có thể nhận Thánh Linh của Chúa cư ngụ đời đời với chúng ta bên trong đời sống. Và đó là nguyên nhân của sự chữa lành, nguyên nhân của phép lạ, nguyên nhân của một đời sống siêu nhiên, nguyên nhân của một đời sống tự do, nguyên nhân của một đời sống đầy vui mừng, bình an, đầy tình yêu. Bởi vì đơn giản thôi anh chị, thần của Chúa ở trong chúng ta, thần của Chúa phù hộ chúng ta, thần của Chúa hành động qua chúng ta. Em, anh nhiều người sẽ hỏi khi thấy một người được ơn, một người được sức giàu, phải không ạ? Hỏi, ui, bí quyết của anh là gì? Sao anh giảng hay thế? Sao anh cầu nguyện hay thế? Ui, sao anh làm được nhiều phép lạ thế? Thật ra bí quyết có gì đâu anh chị em. Không có bí quyết gì hết trơn. Tất cả là nhờ Thánh Linh của Chúa ở trên người đó. Bí quyết gì đâu. Không tu luyện ngày nào, cũng không vô núi ngồi trong hang ngày nào, đúng không? Không gõ mõ ngày nào, đâu làm gì đâu. Mà tự nhiên đời sống mình sao trở nên khác biệt. Và sự khác biệt đó, tôi nói với anh chị em 100% đến từ việc làm của Đức Thánh Linh qua đời sống chúng ta. Để chúng ta đừng nghĩ mình là gì đó quá đặc biệt.
Nhiều khi nhiều người nghĩ, ô tôi bây giờ đặc biệt, quá đặc biệt, tôi khác người rồi đó nha. Nhưng thật sự chả gì khác cả. Thần của Chúa mà cất đi thì anh cũng như là bình thường thôi. Cho nên khi David ông phạm tội, cái điều ông cầu xin Đức Chúa Trời, ông không nói rằng Chúa ơi, Đức Chúa Trời ơi, tha thứ cho con, đừng cất ngai vàng khỏi con, đừng đem cái kho báu kim cương này ra khỏi con, đừng có đem vợ con này ra khỏi con nha, đừng đem nha Chúa, Chúa, Chúa. Nhưng ông cầu nguyện sao anh chị em? Chớ cất thánh, chớ cất thánh linh ra khỏi con. Chính vua David, ông đã hiểu được nguyên nhân của sự thịnh vượng của ông. Chính vua David đã hiểu được tại sao ông từ một người chăn cừu mà trở nên làm vua hùng cường của Israel. Ông hiểu được ai đã khiến cho ông thịnh vượng, ai đã khiến cho ông quyền quý, ai đã khiến cho ông giàu có, ai đã khiến cho ông khôn ngoan, ai đã khiến cho ông trở nên được nhiều danh vọng. Ông biết đó chính là thần đã phù hộ ông khi Samuel sức giàu cho ông. Anh em nhớ câu chuyện trong Samuel nhất không? Khi Samuel lấy một ve nhỏ đổ dầu trên David, kể từ ngày đó thần Đức Giê-hô-va cảm động David. Đây là nguyên nhân. Anh chị em ơi, đời sống chúng ta đó, thành công hay không, vui mừng hay không, khỏe mạnh hay không, quyền năng hay không, làm gương sáng hay không, tất cả đều phụ thuộc vào Đức Thánh Linh hành động như thế nào qua đời sống anh chị em. Đó là lẽ thật, lẽ thật duy nhất trong Kinh Thánh. Cho nên khi chúng ta nghĩ về câu Kinh Thánh trong Công Vụ Sứ Đồ chương 1 câu 8, khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta. Và nhiều người nghĩ, ô cái sự làm chứng này chắc là đi nói về Chúa Giê-xu, nói cho người ta biết về Chúa đã chết trên thập tự giá như thế nào, Chúa đã sống lại làm sao, bây giờ tin Chúa được cứu rỗi như thế nào. Chắc người ta nghĩ như vậy. Tôi ngồi tôi suy ngẫm câu Kinh Thánh này, tôi nói Chúa ơi, nếu mà sự làm chứng về Chúa Giê-xu chỉ là nói những lời như thế thì con cần gì Đức Thánh Linh, con cũng đi nói được. Không có Đức Thánh Linh cái miệng này nó vẫn nói được, mắc gì phải có Đức Thánh Linh. Từ đó tôi mới hiểu được một điều anh chị em ạ. Cái việc làm chứng cho Chúa Giê-xu nó không bao hàm chỉ trong lời nói, mà khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên anh chị em mình thì chính Đức Thánh Linh sẽ biến anh chị em trở nên giống như một Chúa Giê-xu trên đất này, giống như hình ảnh của Ngài, nói như Ngài, làm việc như Ngài, hành động như Ngài. Và nhiều dấu kỳ phép lạ sẽ được thực thi qua đời sống anh chị em. Và người ta nhìn vào đời sống anh chị em, người ta nói con người này đích thực là có Chúa Giê-xu. Đó là làm chứng đó anh chị em. Làm chứng như vậy đó. Và nếu cái cách làm chứng như vậy thì chúng ta phải cần Đức Thánh Linh, cần Đức Thánh Linh. Đó chứ. Cho nên ở đây đó, Chúa Thánh Linh là gì, là ai, Ngài là đấng nào? Tôi nói anh chị em, Chúa Thánh Linh chính là kết quả của một lời hứa. Và Chúa Giê-xu hứa sẽ ban một đấng yên ủi khác. Tất cả chúng ta hiện nay nhận được, những gì chúng ta nhận được là đến từ lời hứa này. Trong Dân chương 14 câu 15-16, nếu các người yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Chúa Giê-xu nói lại điều này liên quan đến Đức Thánh Linh trong Công Vụ chương 1 câu 4. Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói, vì chân dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Anh chị thấy không? Cho nên cái lời hứa ban Thánh Linh là lời hứa trực tiếp từ Đức Chúa Cha, và nó được kích hoạt bởi sự nài xin của Chúa Giê-xu. Và trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 3, Đức Chúa Cha đã nói rằng thần ta sẽ không hằng ở luôn,
ta cất thân ta khỏi loài người, không còn biện hộ, không còn ủng hộ, không còn phân xử cho nó nữa. Nhưng một lần nữa giờ đây, nhờ sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, nhờ sự hy sinh của lễ của Chúa Giêsu, nhờ sự vâng lời của con Đức Chúa Trời một cách vô điều kiện, Đức Chúa Cha lại băng lòng một lần nữa để thân của Ngài hằng ở với chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng cảm thấy mình chả tốt lành gì, có đúng không? Mình nhiều khi cũng đầy xấu xa, đầy những ý nghĩ tiêu cực, đầy những điều ích kỷ, đầy những tội lỗi, có thể có. Nhưng thần của Chúa lại bằng lòng ở với chúng ta. Anh em thấy không? Đây là một đặc ơn lớn hơn tất cả mọi đặc ơn. Tôi gọi đây là lời hứa của mọi lời hứa. Tôi gọi đây là món quà của mọi món quà. Ở trong Tân Ước, trong Tân Ước Chúa hứa rất nhiều điều nhỏ nữa. Nào là ban cho anh em sự chữa lành, ban cho anh em sự giải cứu, ban cho anh em của cải dư dật, cho anh em đời sống thế này, đời sống thế kia, ban cho anh em sự bình an, sự vui mừng, tình yêu thương, hàng tỷ thứ. Nhưng chị em ạ, tôi gom tất cả những sự đó lại, tôi thấy rằng nó nằm trong lời hứa ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Có Đức Thánh Linh, có tất cả. Cho nên khi Đức Chúa Cha hứa ban Thánh Linh thì Chúa Giêsu cứ dặn đi dặn lại các môn đồ: hãy nhớ nha, Cha đã hứa nha, hãy nhớ nha, Cha đã hứa nha, ta sẽ được cất lên trời, nhưng các ngươi phải nhớ lời Cha hứa nha, phải đợi trong thành Jerusalem nha, đừng đi đâu nha, đừng bao giờ ra khỏi nha, đợi trong thành cầu nguyện, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi nha. Anh em có thấy Chúa Giêsu dặn đi dặn lại họ không? Dặn đi rất nhiều lần. Vì sao Ngài dặn họ? Bởi vì cái sự nhận lãnh Thánh Linh là quyết định cho kết quả của đời sống họ. Cái sự nhận Thánh Linh là quyết định cho hội thánh của Chúa tồn tại hay là không tồn tại, phát triển hay là không phát triển, chiếm được thế gian hay là không chiếm được thế gian. Tôi nói với anh chèm, nếu không có ngày lễ ngũ tuần trong Công vụ chương 2 câu 4, hội thánh của Chúa như cái que diêm thôi, bật lên và tắt ngấm, nếu không có ngày lễ ngũ tuần đó. Nhưng khi lửa từ trời giáng xuống trong ngày lễ ngũ tuần thì từ 120 con người yếu đuối run rẩy sợ hãi đó, họ đã biến đổi cả thế giới này trở thành môn đồ của Đấng Christ. Cái đó đâu phải họ làm, Chúa Thánh Linh làm. Anh em thấy không? Cho nên cái sự mà nhận được Đức Thánh Linh nó khiến cho mọi sự được biến đổi. Trong cái lời cầu nguyện của Chúa đó, Chúa này xin Đức Chúa Cha gửi đến một đấng yên ủi khác. Anh em thấy cái từ đó không? Đấng yên ủi khác. Cái chữ khác ở đây nó có nghĩa là không phải là Chúa Giêsu, nhưng là một đấng khác giống như Chúa Giêsu, y sự như Chúa Giêsu. Vì vậy Chúa Giêsu ý đang muốn nói với Đức Chúa Cha rằng hãy gửi cho họ một đấng giống như con, để họ có thể thông công với đấng đó, bước đi với đấng đó, sống cùng với đấng đó, và đấng đó ở với họ đời đời. Chúa Giêsu đang muốn nói với Đức Chúa Cha điều đó đó anh chị em. Và Chúa Cha đã bằng lòng gửi Thánh Linh xuống cho chúng ta. Đó. Cho nên cái từ đấng yên ủi trong Giăng chương 14 câu 16 bên tiếng Hy Lạp là, anh chị em đọc á, Parakletos. Anh em đọc sẽ thấy. Và cái từ này được chia làm hai từ, Para và Kaleo. Para có nghĩa là rất gần, một cái đấng nào đó mà rất 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 là gần. Còn cái từ thứ hai là được gọi đến, có nghĩa là Thánh Linh là một đấng được gọi đến để ở rất gần với các môn đồ, rất gần với con cái Đức Chúa Trời, gần đến mức độ không thể tách rời. Anh em hiểu cái từ đó nó có nghĩa là vậy, đấng an ủi khác nó có nghĩa là gì vậy anh chị em ha. Cho nên Chúa Giêsu luôn muốn cho tất cả con cái của Ngài hiểu được rằng sau khi Ngài đã thăng thiên thì có một đấng khác là Đức Thánh Linh sẽ đến ở với họ rất gần gũi, chia sẻ với họ, thông công với họ, tâm tình với họ và luôn luôn ở bên cạnh họ.
Khi họ ngủ, Chúa Thánh Linh ngủ cùng. Khi họ đi, Chúa Thánh Linh đi cùng. Khi họ giảng, Chúa Thánh Linh giảng cùng. Khi họ làm chứng, Chúa Thánh Linh làm chứng cùng. Khi họ đặt tay cầu nguyện, Chúa Thánh Linh cầu nguyện cùng. Khi họ ăn, Chúa Thánh Linh ăn cùng. Khi họ đi vui chơi, Chúa Thánh Linh cũng đi cùng. Khi họ đi du lịch, Chúa Thánh Linh cũng đi du lịch cùng. Anh em hiểu không ạ? Chúa Thánh Linh bây giờ ở cùng với anh em, không tách rời được nữa. Đây là ý Chúa Giêsu muốn nói, một đấng yên ủi khác. Đó anh chị em, tôi muốn nói những điều này để cho anh chị em biết trân quý đấng mà Đức Chúa Cha đã ban cho mình. Nhiều khi chúng ta không hiểu được cái bản chất của Ngài, cho nên đôi khi chúng ta để Ngài sao ạ? Một mình. Chúng ta lo trò chuyện với cái thứ gì, chúng ta giao lưu với cái thứ gì đó, còn cái đấng giúp mình thì lặng lẽ từ sáng đến chiều. Không, chúng ta đừng sống như vậy. Chúng ta phải biết rằng Cha ban cho mình một Đức Thánh Linh, một đấng yên ủi khác, là để trò chuyện với chúng ta mỗi ngày, cố vấn chúng ta, dẫn dắt chúng ta, đồng hành cùng chúng ta, cầu nguyện cùng chúng ta, học lời Chúa cùng với chúng ta, giảng cùng chúng ta, làm việc cùng với chúng ta. Anh chị em ơi, tôi kêu gọi tất cả anh chị em hãy bắt đầu nhận biết và làm việc cùng với Đức Thánh Linh. Đừng để Ngài một mình. Ngài không thích một mình, Ngài không làm việc cùng một mình. Anh chị em ạ, ở đây trong chương dân chương 14 câu 15-16 Chúa còn nói một điều nữa. Chúa nói là ai yêu mến ta thì giữ điều răn ta. Ta lại xin mẹ xin cha ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác. Tôi muốn anh chị em suy ngẫm về điều này. Tại sao Chúa Giêsu lại nói ai yêu mến ta thì sẽ giữ điều răn ta, ta lại xin mẹ xin cha ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác? Nó có liên quan gì không? Mới đầu đọc câu này có vẻ thấy nó không có liên quan. Mắc mới gì mà xin ban Thánh Linh lại liên quan đến yêu mến ta, giữ điều răn ta? Nó có nghĩa là gì? Khi chúng ta hiểu chỗ này, chúng ta sẽ tìm thấy được chìa khóa để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chìa khóa để được Đức Thánh Linh vận hành, chìa khóa để quyền năng của Thánh Linh hành động qua đời sống của mình. Nếu chúng ta lãnh hội được câu kinh thánh này, ai yêu mến ta sẽ giữ điều răn ta, ta lại xin nay xin cha ban cho một đấng yên ủi khác. Điều đó có nghĩa là chỉ những người nào có lời của Đức Chúa Trời trong lòng mới có khả năng nhận lãnh Đức Thánh Linh. Anh em hiểu không ạ? Đó là lẽ thật. Chỉ những người nào có lời của Chúa trong lòng, giữ lời Chúa trong lòng, yêu mến Đức Chúa Trời một cách chân thành, không phải nói bằng cái miệng mà sống bằng cuộc sống của mình với lời của Đức Chúa Trời, người đó sẵn sàng để đấng an ủi đến và hành động. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói người thế gian không thể biết Ngài, người thế gian không thể nhận lãnh được Ngài, vì họ có lời Chúa đâu. Nhưng tôi vọng bạn chị em là những người có lời Chúa. Cho nên anh chị em ơi, nếu anh chị em là người yêu mến Chúa Giêsu thì anh chị em sẽ sống như lời của Chúa Giêsu dạy. Và khi anh em sống như lời của Chúa Giêsu dạy thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ vận hành qua đời sống anh chị em. Không cần phải kêu gào, không cần la hét, không cần phải nhảy múa, phép lạ tự động sẽ xảy ra. Đó là lẽ thật. Cho nên tôi muốn nói một điều ở đây. Anh chị em ơi, hãy tập trung vào đời sống có lời Chúa trong lòng. Lời Chúa rất quan trọng. Lời của Chúa khiến cho lòng chúng ta được biến hóa, tâm trí chúng ta được thay đổi, suy nghĩ chúng ta được chuyển hóa, và dần dần nó được uốn nắn phù hợp với cái hình mẫu của Đức Chúa Trời. Khi đã uốn nắn phù hợp với hình mẫu Đức Chúa Trời rồi
thì Cha trên trời đổ Thánh Linh vào đó. Chúng ta sẽ thấy mình trở nên một con người khác biệt. Và ở đây còn có cái câu nữa anh chị em: ở với các ngươi đời đời. Đây, là tôi đã giải thích rồi. Ngài không bao giờ lìa chúng ta nữa. Sáng Thế Ký chương 6 câu 3 sẽ không lặp lại trong Tân Ước một lần nữa. Ngài ở với chúng ta đời đời. Ngày hôm nay anh chị em có thể làm buồn Thánh Linh, nhưng Sáng Thế Ký chương 6 câu 3 sẽ không hành động nữa. Thánh Linh tôi đảm bảo với anh chị em là không lừa anh chị em nữa. Ngài buông lòng, Ngài ở đó. Ngài ở đó để làm gì? Ngài chờ đợi anh chị em ăn năn trở lại với Ngài. Cho tôi nói ngày hôm nay mà Đức Thánh Linh lìa lại, tất cả chúng ta chết sạch rồi. Rồi quỷ nó rất ghét chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa, nó rất căm thù chúng ta. Nó rình mò để nó tiêu diệt chúng ta. Và ai gìn giữ chúng ta đây? Ai bảo vệ chúng ta đây? Tôi nói với anh chị em, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời trên anh chị em. Nếu Chúa cất Thánh Linh khỏi anh chị em, ma quỷ nó xông vô, nó làm anh chị em 5 giây là chết sạch nghĩa trang, không có lỗ để cho, chắc chắn luôn. Cho nên chúng ta phải biết điều đó và cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời: Chúa ơi, vì Ngài ban cho con một đấng yên ủi khác và ở với con đời đời. Ngài không lìa con nữa. Ngài kết thịt với con làm một, vĩnh cửu trong bản thể. Khi con nói, Ngài nói. Khi con giảng, Ngài giảng. Khi con cầu nguyện, Ngài cầu nguyện. Khi con ngủ, Ngài ngủ cùng. Khi con thức dậy thì Ngài cũng thức dậy cùng. Ngài đồng hành với đời sống của chúng ta. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên khi các bạn, anh em mình ý thức có một đấng luôn bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, thì anh em ơi, hãy hết sức chú ý đến lời nói và hành động của mình. Đúng không ạ? Ví dụ mình ở riêng một mình thì mình muốn nói gì làm gì kệ mình. Nhưng em tưởng tượng đi, Thánh Linh lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nói cái gì, nghĩ cái gì cũng phải uống lưỡi 7 lần. Đúng không? Chứ đâu có thể nào mà giấu Ngài được nữa. Cho nên tôi nói anh trên rằng đừng làm buồn lòng Thánh Linh. Tại sao mình đừng làm buồn lòng Ngài? Chúng ta khi làm buồn lòng Ngài thì thiệt cho chúng ta. Khi làm buồn lòng Đức Thánh Linh thì Ngài không hành động qua đời sống chúng ta nữa thì thiệt cho chúng ta. Sự chết sẽ xâm nhập, sự buồn rầu sẽ xâm nhập, bất an sẽ xâm nhập, bệnh tật sẽ xâm nhập, và nhiều thứ khác nó sẽ xâm nhập trên đời sống chúng ta. Cho nên tôi nói anh chị em rằng khi Đức Thánh Linh được nhận lãnh thì ích lợi vô cùng trên đời sống của chúng ta rồi. Và chúng ta đừng làm buồn Ngài, đừng bao giờ. Ở đây tôi liệt kê mấy điểm để cho anh em chú ý. Anh em sẽ làm buồn Thánh Linh khi nào? Nhiều khi mình không biết, mình làm cái đó, mình nói cái đó, Đức Thánh Linh có buồn không? Mình không biết. Đúng không? Mình phải nhìn vào lời của Chúa. Cho nên đây tôi liệt kê vài điều để cho anh em tránh đi. Anh chị em ơi, tôi kêu gọi anh chị em mỗi ngày hãy đối xử với Đức Thánh Linh như chim bồ câu. Anh chị em biết chim bồ câu không? Chim bồ câu mà khi anh em để nó đậu trên vai này nè, mà anh chị em chỉ cần làm cái gì đó mạnh thế thôi, nó sợ nó bay liền. Tại sao Kinh Thánh so sánh hình ảnh của Chúa Thánh Linh như chim bồ câu? Vì Ngài là đấng cực kỳ nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm. Anh em đã thường tiếp xúc với những người mà nhạy cảm chưa? Hở một tí là buồn, hở một tí là khóc. Đấy. Và Đức Thánh Linh đối với chúng ta, Ngài muốn chúng ta yêu chúng ta. Kinh Thánh chép là Ngài yêu chúng ta đến nỗi ghen tương. Ngài muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài. Ngài muốn từ trong suy nghĩ, từ trong tấm lòng, từ trong mọi ngóc ngách của con tim mình thuộc về Ngài. Cho nên nhiều khi tôi nghe cái lời bài hát mà hay hát á, nhiều khi nước mắt rơi là vì tôi hiểu được rằng chính Ngài là đấng đó. Anh em nhớ lời bài hát không? Chỉ một mình Ngài làm say đắm lòng con.
À, anh em nhớ bài hát đó. Nguyện cầu Thánh Linh Ngài chảy đầy lòng con. Và quả thật, khi chúng ta ở với Chúa gần gũi, khi chúng ta yêu Ngài, khi chúng ta trân trọng Ngài, khi chúng ta biết được ích lợi của Ngài, thật sự là từ đáy lòng mình có thể nói được cái câu: Thánh Linh ơi, trên đời này chỉ còn một mình Ngài mới có thể khiến con say đắm. Chả thứ gì khiến con say đắm. Tôi thú thật với anh chị em, ngày hôm nay tôi đứng đây trước hội thánh, không có gì khiến tôi say đắm được nữa. Tất cả rơm rác đó đi chỗ khác chơi, chỉ một mình Chúa Thánh Linh khiến cho tôi chết mê chết mệt. Không cả ngày là lòng mình bối rối, không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, không biết con có sống nổi ngày mai không. Cho nên khi chúng ta càng biết Ngài, chúng ta lại càng yêu Ngài. Khi chúng ta càng hiểu Ngài, chúng ta lại càng say đắm Ngài. Và chúng ta không còn thể rời Ngài được nữa anh chị. Cho nên tôi khích lại hội thánh Chúa, hãy làm bạn với Đức Thánh Linh. Hãy trở thành tri ân tri kỷ với Đức Thánh Linh. Hãy trở thành một người mà anh chị có thể ngồi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không cần ai khác, con chỉ muốn ở đây với Ngài. Cho nên tôi hay nói đùa với mọi người. Tôi nói anh em mà bỏ phố về rừng á, là phải có sứ mạng mới sống được. Tôi mới nói bây giờ lên rừng sống mà không có Đức Thánh Linh 3 ngày là tuôn bỏ chạy à. Không bao giờ có thể sống được đâu. Nó buồn, nó thảm, nó u ám. Nhưng mà có Chúa Thánh Linh thì ở nơi nào cũng là thiên đàng. Không còn cảm thấy buồn nữa, không cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy lạc lõng, không còn cảm thấy hoang vắng nữa. Nhưng mà anh em thử đi, ở một cái nơi mà không có Chúa, không có Chúa Thánh Linh trò chuyện, chỉ cần mặt trời nó lặn xuống rồi là anh chị em không thể nào ngồi yên một chỗ được nữa. Thảm sầu vô cùng. Cho nên tôi hay nói đùa, những anh chị em mà lên núi sống á, phải có sứ mạng mới sống được. Còn không có sứ mạng thì chỉ 5 bữa nửa tháng là lại dông về thành phố trở lại thôi, không ở được đâu. Cho nên đời sống chúng ta cũng vậy anh chị em. Nếu anh chị em để sống một cuộc đời không còn cảm thấy lẻ loi, không còn cảm thấy lạc lõng, không còn cảm thấy buồn phiền, tôi nói anh chị em hãy kết bạn sâu với Đức Thánh Linh. Đó là chỗ đem cho chúng ta sức mạnh, bình an, vui mừng, nhiệt huyết, đam mê để chúng ta tiến tới về phía trước. Làm gì cũng phải có sức mạnh và lòng đam mê. Chính Chúa Thánh Linh sẽ thổi vào lòng chúng ta ngọn gió của sự đam mê. Chúng ta đam mê Đức Chúa Trời, đam mê lời Ngài, đam mê cầu nguyện, đam mê để phục vụ, đam mê để có thể làm những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tất cả những sự đó đến từ tấm lòng của Đức Thánh Linh, không phải từ chúng ta đâu anh chị. Cho nên tôi nhắc lại mấy điều này để cho anh chị mình chú ý. Anh chị biết Chúa Thánh Linh buồn khi nào không? Chúa Thánh Linh buồn, rất là buồn và vô cùng buồn khi chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta ngạo mạn, chúng ta nghĩ là một hồi rồi bắt đầu chúng ta nghĩ mình là ai đó. Chúng ta nghĩ mình, bắt đầu nghĩ mình có thể sống không phụ thuộc Ngài. Chúng ta bắt đầu nghĩ mình, bây giờ mình tài, mình giỏi, mình giàu, mình đủ rồi. Ôi lạy Chúa, ngày trước con cầu nguyện nửa tiếng thôi, giờ cầu nguyện 5 phút thôi, đủ rồi, con đã mạnh rồi. Không. Anh em ơi, tôi muốn nói với anh chị em rằng người khiêm nhường là người luôn ý thức phụ thuộc vào Chúa. Luôn ý thức được rằng: Chúa ơi, con sống được là con nhờ Ngài, con nói được là con nhờ Ngài, con còn đi lại được là con nhờ Ngài, con phụ thuộc Ngài mà sống. Thánh Linh ơi, vì sự thật nó là như vậy. Gia-cơ chương 4 câu 5 câu 6 như thế này nói nha này: Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Anh em muốn Chúa Thánh Linh vui lòng,
hãy học biết khiêm nhường. Lúc nào như đứa trẻ vậy đó, anh em nghe lại bài giảng mà tôi đã nói vài tháng trước phải không ạ? Thế nào là khiêm nhường? Nhiều tính cách lắm. Chúng ta hãy xin Chúa biến đổi mình, thay đổi mình, từng lời nói, từng động cơ, từng hành động, cách mình cư xử với người nọ người kia. Anh chị em ơi, đừng bao giờ để cho cái sự kiêu ngạo nó lộ ra, nó bộc phát ra. Vì kiêu ngạo là bản tính của Satan. Satan sa ngã vì kiêu ngạo. Cho nên người kiêu ngạo là người mang lấy bản tính của Satan. Và Đức Chúa Trời không ưa điều đó. Thánh Linh không ưa thấy điều đó. Ngài rất là chán ghét khi nhìn thấy một người có cái tính kiêu ngạo. Chúng ta phải học hạ mình, khiêm nhường như một đứa trẻ vậy đó. Amen chị em. Điều thứ hai mà Chúa Thánh Linh rất buồn, đó là khi mình cứ cố chấp giữ sự vấp phạm trong lòng và nuôi dưỡng ý tưởng chống lại một ai đó. Đây là chỗ mà nhiều người vấp phải. Sự vấp phạm trong lòng là gì? Là những cảm giác buồn giận, cay đắng, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, thất vọng, vô tín, vô ơn, chán đời, bất cần đời, ngạo, rồi nổi loạn ở trong mình. Nhưng mà mình cố chấp, mình cứ giữ như vậy. Giống như bữa trước trong đại hội ngày 16 tháng 9, tôi mới hỏi một cái người chị em, chị đến là cầu nguyện cho tôi để tôi được chữa lành, được tự do, được thế này thế nọ. Rồi Chúa mới cho biết là không được. Lòng của cô này là đầy cay đắng. Cô cay đắng người thân của mình, cô cay đắng những người trong gia đình mình. Tôi mới hỏi cô ơi, cô có sẵn lòng tha thứ cho người làm vấp phạm lòng cô không? Cô nói cái gì cô cũng làm được, nhưng mà tha là không được. Bởi vì nó lừa, nó lấy hết đất đai nhà cửa của tôi. Bây giờ tôi tha không được, không thể tha, tôi hận nó. Tôi nói thôi giờ tôi cũng bó tay rồi, chịu không làm gì được. Phải không ạ? Cho nên có những người cố chấp giữ sự vấp phạm trong lòng mà nhất định không buông. Và điều đó làm buồn lòng Thánh Linh sự sống. Điều đó khiến cho Thần Linh sự sống không thể đến được con người đó để giải cứu, để chữa lành cho, mặc dù Chúa rất muốn. Chúa bị buồn lòng, phiền lòng, Chúa bị ảnh hưởng. Anh chị em ơi, tôi nói anh chị em nè, sự sống thì quý hơn tất cả tài sản đời này. Cái sự đời đời thì cao trọng hơn cái sự ngắn hạn trên đất này. Anh em có amen với điều đó không ạ? Cho nên tôi mới nói hãy học lời Chúa đi, hãy tha thứ vô điều kiện, tha thứ 70 lần 7, tha thứ bất chấp là mình bị thiệt hay là không bị thiệt, cứ tha thứ đi, bỏ qua hết đi, xí xóa hết đi, Chúa sẽ ban trả lại cho chúng ta, Chúa sẽ ban phước lại cho chúng ta, Chúa sẽ khiến cho chúng ta trỗi hơn kẻ thù của chúng ta gấp 7 lần. Có gì đâu mà chúng ta phải giữ điều đó. Cho nên khi chúng ta giữ sự vấp phạm trong lòng và nuôi dưỡng ý tưởng chống lại người khác, thì anh chị em biết không, Đức Thánh Linh không thể ở cùng chúng ta được. Ê-phê-sô chương 4 câu 30-32 chép: anh em chớ làm buông cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Ngược lại phải ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Nhiều người còn sống trong cái nỗi buồn của quá khứ nữa anh chị em ạ. Cái đây cũng là một điều làm buồn lòng Thánh Linh, mà khiến cho đời sống họ không thấy được Linh sự sống tuôn đổ. Nỗi buồn quá khứ là gì? Có thể trước khi tin Chúa, anh chị em đã bị sụp đổ trong niềm tin với người khác, sụp đổ trong tình yêu, sụp đổ trong đời sống của mình với người thân trong gia đình, bị hành hạ, bị lạm dụng. Anh em thấy mình tự ti, thấy mình hèn hạ, thấy mình xấu xa, cứ nghĩ về mình tiêu cực, cứ nghĩ về mình là một con người bỏ đi, bị ruồng bỏ, bị chà đạp. Và cái hình ảnh quá khứ đó nó cứ ở trong tâm trí. Và khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta vẫn sống với cái quá khứ đó. Chúng ta cầm giữ cái quá khứ đó bên trong. Nỗi đau trong quá khứ đó vẫn cứ hiện hữu bên trong.
Và anh em biết không, cái điều đó làm buồn Thánh Linh của Chúa. Thánh Linh của Chúa không thể hành động được. Tôi khích lại anh chị em hôm nay, tất cả anh chị em trên live stream và những anh chị em ngồi đây, nếu anh chị em có nỗi đau quá khứ nào, dù trong tuổi thơ hay là dù ở trong tuổi đã trưởng thành, dù nó là nhỏ hay lớn, dù nó có tác động kinh khủng với anh em cỡ nào, tôi khuyên cho em trong danh Chúa Giêsu hãy cắt đứt nó. Vì Kinh Thánh chép rằng mọi sự cũ đã qua, nay mọi sự trở nên mới. Chúng ta hãy sống với hiện tại và hướng về tương lai. Anh chị em có nghĩ và sống với quá khứ, nó cũng không thay đổi được chúng ta chút nào. Nó đâu làm ích chúng ta đâu, mà ngược lại nó làm hại chúng ta, làm buông lòng Đức Thánh Linh là đấng sống trong tâm lòng mình. Tại sao Chúa buồn? Anh em biết tại sao Chúa buồn không? Vì đơn giản như thế này nè, lòng của chúng ta là phòng cầu nguyện, lòng của chúng ta là phòng khách, là nơi Thánh Linh ở. Cho nên khi chúng ta cầm giữ những điều đó, anh em ép buộc Đức Thánh Linh phải ở trong một bầu không khí u ám nặng nề tối tăm, và Ngài phiền lòng, Ngài bị phiền lòng. Giống như anh em nè, anh em đang vui vẻ, đang bình an, đang phơi phới, tự nhiên anh em bước vào nhà một người và làm khách nhà đó, nhà đó vừa mới cãi lộn xong, anh em cảm thấy sao? Chả muốn ở. Thôi nhà bận đời, tôi hôm sau ghé nha, chào tạm biệt. Có phải vậy? Anh em có phải ứng xử vừa bước vô thấy hai vợ chồng đang cãi nhau, bát đĩa đục đập loạn xộn mà thôi chào tạm biệt, lần sau ghé. Anh em có muốn ở trong không khí đó đâu. Anh em có muốn ở trong một cái bầu không khí mà cãi lộn đau đớn đâu, u ám tối tăm đâu. Nếu anh chị em không muốn ở như thế nào, tôi nói anh chị em Thánh Linh cũng không muốn ở trong một tấm lòng cay đắng thế ấy. Giống y sĩ, hãy hiểu cho Ngài, hãy hiểu cho đấng đang ở bên cạnh anh chị em. Hãy làm mọi điều để cho Ngài được ích lợi. Và khi Ngài được ích lợi, anh chị em được ích lợi gấp trăm ngàn lần hơn. Amen. Amen chị em. Và một điều nữa là Chúa Thánh Linh rất là buồn khi chúng ta từ chối và loại bỏ Ngài. Từ chối và loại bỏ Ngài nghĩa là chúng ta làm mọi việc mà không mời Ngài, không cộng tác với Ngài, không cần đến Ngài. Đây, cái chỗ này cũng cực kỳ là dễ bị dính lắm á. Ngày hôm nay có thể có những hội thánh, đúng không ạ? Chúng ta vận hành mọi thứ trong hội thánh nhưng mà không cần gì đến Đức Thánh Linh cả. Tôi nói có Đức Thánh Linh cũng có tác dụng gì đâu. Không có Thánh Linh tôi vẫn nhóm lại được mà. Không có Thánh Linh tôi vẫn đàn hát như thường mà. Không có Thánh Linh tôi vẫn lấy Kinh Thánh Linh đứng lên giảng như thường không ạ. Không có Thánh Linh tôi vẫn đi làm chứng cứu người không ạ. Và bằng cái lời nói, bằng cái ý nghĩ đó, chúng ta đã từ chối và loại bỏ Chúa. Chúng ta từ chối và loại bỏ Ngài, đến nỗi Ngài không ở cùng hội thánh nữa, đến nỗi Ngài không ở cùng với tất cả chúng ta nữa. Và rồi một thời gian sau, khi chúng ta hành động theo kiểu đó, sức lực chúng ta mòn mỏi, chúng ta hết nhiệt huyết, hết đam mê, chưa hết đâu, rồi cãi vã, chia rẽ, bất bình đã đến. Đánh nhau đến, chia nhau cái nọ, chia nhau cái kia, của ông của tôi, và tất cả mọi thứ trở nên xấu hơn cả ngoài thế gian. Nhưng khi chúng ta từ chối và loại bỏ Ngài thì chúng ta đem mình vào một cái thế, đem mình vào một cái thế chống lại chính Chúa. Trong Ê-sai chương 30 câu 1 câu 2 chép như thế này: Đức Giê-hô-va phán, khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy thần ta, hầu cho tội thêm tội. Chúng nó chưa hỏi miệng ta đã khởi đi xuống Ai Cập để cậy sức mạnh Pha-ra-ôn mà thêm sức cho mình, nứt
dưới bóng Ai Cập. Anh em thấy Chúa nói không ạ? Đây là Chúa nói cho dân của Chúa đó nha. Dân Israel đấy, khi đất nước lâm nguy đúng không ạ? Thì họ làm gì? Họ không cầu nguyện với Chúa, họ không cầu hỏi Chúa, họ không kết ước với Chúa, họ không hỏi ý của thần Ngài làm gì. Nhưng mà họ nói bây giờ ta xuống Ai Cập mượn ngựa mượn xe của nó để đánh. Giống chúng ta học, đôi khi chúng ta vậy đó ha. Khi gặp nan đề, khi gặp khó khăn, chúng ta không thèm cầu nguyện. Chúng ta chạy đến người này, chạy đến người kia, chạy đến ngân hàng, chạy đến chỗ nọ chỗ kia. Chúng ta nói đây cánh tay này là cánh tay quyền năng giúp ta đây. Núp bóng. Và trong khi đó Jeremy nói là gì? Đáng rủa thay cho kẻ nhờ cậy loài người, cậy cánh tay xác thịt. Nó sẽ thạch thảo nơi sa mạc, không chết khô. Cho nên chị em, khi chúng ta từ chối và loại bỏ Ngài trong mọi việc mình làm, trong mọi đường lối, trong mọi kế hoạch của mình, chúng ta không cầu hỏi Ngài, chúng ta không tìm kiếm ý muốn của Ngài, thì chúng ta rất là làm buồn Thánh Linh của Chúa. Anh em ơi, tôi khích lệ tất cả anh chị em hãy cẩn thận với lối sống của mình. Ngày hôm nay anh em là những người được Chúa gọi là con cái của Ngài, là những người được mà Chúa ban Thánh Linh của mình cho, của Ngài cho mình. Tôi muốn anh chị em hãy sống với Ngài, tôn trọng Ngài. Vì sao? Vì Ngài khôn ngoan hơn chúng ta, Ngài mạnh hơn chúng ta, Ngài thông minh hơn chúng ta, Ngài trí huệ hơn chúng ta, Ngài giàu có hơn chúng ta, Ngài sống lâu hơn chúng ta, và Ngài biết nhiều điều hơn chúng ta. Amen chứ. Cho nên người nhờ cậy Ngài là người thông minh, người nhờ cậy Ngài là người khôn ngoan. Đó là chỗ Chúa muốn. Cho nên hỏi ông bà anh chị em, đừng bao giờ từ chối loại bỏ Ngài. Tôi rất buồn khi có một số hội thánh thậm chí cấm không được nói về Thánh Linh trong hội thánh, cấm không được nhắc đến những vấn đề như là ân tứ, những việc quyền năng của Thánh Linh trong hội thánh. Tôi nghĩ không còn lời gì để nói nữa. Và tôi tin rằng ở những nơi đó không có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, chắc chắn Ngài lìa đi. Và rồi tự chúng ta chơi game với nhau. Anh biết chơi game không? Tự chúng ta chơi game với nhau, gắn cái đèn chỗ này chơi game, gắn cái thập tự lên chơi game với nhau. Nhưng tôi nói với anh chị em, hội thánh không phải là chơi game. Hội thánh là nơi Đức Chúa Trời hành động được cứu rỗi linh hồn. Chúng ta không có chơi game, không có chơi trò tôn giáo ở đây. Cho nên hãy cẩn thận về những gì chúng ta nói ở trong hội thánh liên quan đến Đức Thánh Linh. Và cuối cùng anh chị em, chúng ta làm buồn lòng Ngài khi chúng ta cố tình ép Ngài phải nghe và xem những thứ nghịch lại ý muốn của Ngài. Anh em hiểu không ạ? Này, tôi nhắc lại nè, chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh khi chúng ta cố tình ép Ngài phải nghe và xem những thứ nghịch lại ý muốn Ngài. Anh em cẩn thận chỗ này. Khi anh em biết một chỗ nào chống lại Đức Thánh Linh, khi anh em biết một nơi nào họ chống lại Đức Thánh Linh, đừng đi đến đó. Tôi nói vậy không có ý là nãy kia đâu, tôi nói ích lợi cho anh em. Anh em đến những nơi đó, anh em làm buồn Đức Thánh Linh. Anh em đến những nơi đó, tâm linh anh em bị ô uế. Anh em đến những nơi chống lại Đức Thánh Linh là anh em vô tình nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài ráng mà nghe những thứ này nhé, Ngài ráng mà xem những thứ này nhé. Và Chúa nói ta không muốn xem, không muốn thấy những thứ này. Cho nên anh chị em ạ, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận với đấng anh chị em nhận bên trong để sống làm đẹp lòng Ngài. Đừng nể con người, đừng thương con người, đừng sợ con người, hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Cảm ơn Ngài. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh em buổi sáng này. Cảm ơn Chúa. Và giờ này
Tôi muốn tất cả hội chúng của mình hãy cầu nguyện. Anh em biết Chúa Thánh Linh quan trọng như thế nào rồi phải không ạ? Và chúng ta cầu nguyện. Và tôi tin buổi sáng nay Ngài sẽ tuôn đổ xuống trên anh chị. Ai chưa nhận sẽ nhận, ai nhận rồi sẽ tiếp tục đầy dạy Ngài. Đây là điều Chúa muốn. Làm sao mình biết mình chưa nhận Thánh Linh? Tôi đảm bảo như thế này, ai đã nhận Thánh Linh thì người đó chắc chắn là biết mình nhận Thánh Linh. Vì khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên anh em có thể nghe và thấy được Ngài, chạm được Ngài. Quyền năng của Ngài không thể nào mà không thấy và nghe. Anh em có thể mắt này không thấy Đức Chúa Trời, tai này không thể nghe Đức Chúa Trời, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời thì anh em phải thấy và nghe được. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên anh em thì anh em biết. Còn nếu anh em nói ôi tôi chưa biết một sự rồi, thì Chúa chưa giáng. Đơn giản thế thôi chứ cần gì phải tranh luận. Chúa chưa giáng thì hôm nay anh chị em phải đứng lên nói Chúa giáng xuống trên con để con biết. Rồi hôm nay anh em sẽ biết. Được chưa? Ai chưa giáng thì hôm nay sẽ biết thần của Ngài giáng xuống trên chúng ta. Nào, xin cả hội chúng ta đồng đứng ha. À, đây là điều rất là cấp thiết. Bởi vì chính Phi-rơ và dân cũng cấp thiết như vậy cho những tín hữu ở thành Samari. Thì hôm nay tôi cũng nói với hội thánh nó cấp thiết như vậy. Tại sao nó cấp thiết? Là bởi vì Thánh Linh là sự sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn một đời làm vinh hiển danh của Chúa, anh em nhất định phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngoài ra không có con đường nào khác. Amen. Nào, tất cả chúng ta hướng lòng về Chúa nào. Tôi cầu nguyện nha. Đơn giản thôi. Và anh chị em hãy hướng lòng về Ngài. Anh chị em hãy hướng lòng về Ngài. Và anh chị em nói Chúa ơi, con khao khát Thánh Linh của Ngài. Con khao khát sự đầy dẫy của Ngài. Con biết về ích lợi mà Ngài dành cho con. Con trân trọng lời hứa mà Ngài dành cho con. Lạy Chúa, con cần Thánh Linh của Ngài để sống một đời đắc thắng, để sống một đời mạnh mẽ, để sống một đời bình an, để sống một đời với những dấu kỳ phép lạ, để sống một đời được sức dâu, để sống một cuộc đời làm vinh quang danh của Ngài trên đất này. Lạy Chúa, đến thăm viếng con. Hãy đến thăm viếng con. Mỗi một anh chị em hãy nhắm mắt hướng lòng về Chúa cầu nguyện đi. Lòng khát khao của anh chị em quyết định, quyết định sự thăm viếng của Chúa trong buổi sáng này. Vì Kinh Thánh chép rằng hễ ai cái nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy trong lòng mình. Y như Kinh Thánh đã chép, Ngài nói về Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lãnh. Nào nào, cầu nguyện, cầu nguyện anh em. Tôi muốn cả hội chúng bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Nói Chúa ơi, hãy giáng đổ Thánh Linh trên con, hãy tuôn đổ thần Ngài trên con, hãy tuôn đổ lời hứa, lời hứa dành cho con, dành cho con cháu con, dành cho những người ở xa mà Chúa sẽ gọi ở trong Phi-rơ, ở trong công vụ chương 2 đó Chúa. Chúa ơi, hôm nay con khát khao Ngài thăm viếng con, con khát khao Ngài đổ thần Ngài trên con. Mỗi người hãy cầu nguyện, mỗi người hãy nhắm mắt mở môi mình ra cầu nguyện anh chị. Ồ, như 120 môn đồ đầu tiên vậy đó, họ hiệp lòng, họ cầu nguyện và thân Chúa đổ xuống, lễ ngũ tuần đổ xuống. Và những anh chị em trên live stream cũng vậy, hãy đứng dậy từ chỗ mình. Ai là người chưa kinh nghiệm sự giáng đổ Thánh Linh, hôm nay sẽ kinh nghiệm. Đứng dậy từ chỗ mình, hãy cầu nguyện cùng với hội thánh ngay giờ này. Hallelujah, 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 hallelujah. Khi Thánh Linh giáng xuống, anh chị em sẽ nhận lấy Ngài. Khi Thánh Linh giáng xuống, anh chị em sẽ bắt đầu vận hành trong ân tứ của Ngài. Khi Thánh Linh giáng xuống, anh chị em sẽ kinh nghiệm được không khí thiên đàng trên đời sống của mình. Hãy biết điều đó giờ này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Những anh chị em nào mà đã từng làm buồn lòng Đức Thánh Linh, hãy ăn năn đi. Những anh em nào đang làm buồn lòng Đức Thánh Linh, hãy ăn năn đi. Tôi xin huyết Chúa Giêsu rửa sạch anh chị em giờ này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Nữa đi Chúa, nữa đi, nữa đi, nữa đi. Ôi sự vận hành Đức Thánh Linh giờ này. Chúa là đấng vận hành ở nơi đây.
Thánh Linh là đấng vận hành ở nơi đây. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.